Ông quá trời ông ơi. Hello chào cả nhà nha. Đầu video thì Hà Lúa cũng gửi lời cảm ơn một chút sức khỏe các bạn, anh chị em, cô bác trên mọi miền đất nước đang theo dõi video của Hà Lúa. Chúc một ngày tốt đẹp thành công nhất nha. Thì hôm nay em theo anh Tùng đi cưa cây nha quý vị. Thì bây giờ anh Tùng chuẩn bị cưa một cây còng nha. Còng này cũng khá là to. Nó có hai cái nạng nè quý vị. Cũng rất là cao luôn. Mời quý vị các bạn anh chị em đón xem nha. Ừ, bà, cái còng này rất là nhiều gông luôn quý vị, rất là trơn luôn kìa. Nếu mà làm con miệng này gặp cái lưới đó thể đó. Cái cơm phim làm phía thơm nó hả ná tâm dậy lấy. Cơm phim làm cái lưới đó nên nó nên có cái lưới nó phía thước nó. Bà nè. Bà nè. Cái mà lộn rồi. Chỗ đó có một nhánh là nhánh khô kìa quý vị. Nó mục rồi. Không này rất là cao luôn quý vị. Thì dưới này rất là nhiều cây nha quý vị. Rất là nhiều cây cây dầu nhỏ rất nhiều dưới này luôn. Để anh Tùng sẽ buộc dây mà hạ xuống lần quá. Rồi, chuẩn bị hạ nhánh này rất to như quý vị. Rồi. Quá chín khô nữa. Dữ dằn thiệt chứ. Hết hồn chưa? Ê. Rồi. Chuẩn bị cắt cái nhánh kế tiếp luôn quý vị. Xong được hai nhánh quý vị, rất là dữ dằn luôn. Đây quý vị, đây là cái lỗi của cây còng nè quý vị. Hồi nãy mới cưa có con nửa thôi là nó đã gãy rồi. Bây giờ nhánh khá là lớn, khá là nặng luôn. Gần khứa có hai khứa nhẹ thôi mà nó đã gãy rồi. Rất là
rất là mạnh luôn. Chuẩn bị anh Tùng chuẩn bị hạ nhánh đó nha quý vị, này rất là to luôn. Đang kéo máy cưa lên lại, không biết cái còng này một hồi có bật gốc không hay không đây nữa. Dữ dằn thiệt, nó tuyệt vời. Wow, ôi ôi, gãy nát cho mình đó luôn rồi. Rất dữ dằn luôn. Wow. Ôi trời trời trời, ông. Ông quá trời ông ơi. Trời. Thằng ơi. Không thấy đường luôn quý vị ơi. Ủa đeo ảnh kìa. Trời. Chết
đầy mặt tụng trơn quý vị ơi. Dạ đâm người ta. Dâu. Okay, nó. Rồi coi chích đầy lưng luôn kìa. Trên eo á, hai bên eo quá trời. Rồi rồi coi nè. Cái con này đặc tính là nó còn cái mùi là nó gượt hoài luôn quý vị. Con không ý. Mình mấy giờ nó biến không rồi. Mình chét lên để lấy cái này đó. Cho cũng như là bớt. Lấy độc gì độc. Đây kia nè. Đây kia nè. Nghe cây nữa nè. Còn dữ lắm, nó còn trong cổng á. Nãy mình được bỏ dép luôn rồi. Kim nó tí xíu rồi nè. Kim nó chích, nó bỏ ra kim luôn. Nó chết xong là nó chết luôn rồi gì. Còn cái ổ bự dữ lắm luôn. Hồi nãy ông lúc ông... Hồi nãy cái ổ nằm chỗ nào không thấy nó ta. Hồi nãy lúc mà tôi đang cưa ở trên chển đó ha. Đang cưa ở dưới á, ông ra la ông kêu tôi đàn ông mé đó ha, là nó chơi tôi mấy phát rồi đó. Ủa nó chích dưới trước hả? Chích vô lưng, nó nói ủa con ông mà tao biết con ông mà không, tao không có nói con ông. Nãy con nghe bác thủ chạy lại nói chích mấy dít. Bắt đầu lại là quất ra mấy dít trên lưng rồi đó. Rồi xong cái con quay lên là thấy ba con xuống. Rồi tao quay lên tao dòm ba mày là tao thấy cái bu đen ba này hết trơn rồi, bắt đầu tụt xuống. Rồi bắt đầu nó tới tấp luôn, nó chụp tao bây giờ không phải nói trên đầu không biết bây giờ bao nhiêu chích đó. Mà mình được cái đề kháng cũng khá là tốt nữa vậy. Té luôn á, sạch luôn. Đi chưa chạy chưa té luôn. Có chích nào không? Ba bốn chích. Ba bốn chích luôn. Ở đó nó còn nè, cái chim còn nè. Cái chim còn nè. Cái chim còn nè. Nghe mùi lắm lắm. Đó đó, nó lại nữa kìa. Đó, cái chim nè. Trời ơi. Sư sư rửa cái để nó nghe mùi nó bay nữa kìa. Đây nè, cái lưng còn nhất nè. Còn nè. Đó nè, con ra nhất luôn. Quá trời. Bằng đó giờ chịu ra luôn heo. Việc quá trời. Giờ nó chưa có nổi mỏ lên nhiều gì. Nè mình mới chích là bị ngón tay luôn rồi. Đây là mấy con ong hồi nãy nó bu nó dí theo nó đánh anh Tùng nè, chích nè. Ông bà chà bá luôn. Con bắt cái một cũng lực không dễ. Rồi đó cái nè. Coi chích ngang nè quý vị. Không có đề kháng quá, nó sưng như vậy nè. Nè, công công. Rồi rồi. Tay vượt theo đập bớt nha. Bây giờ mình lội ra mình xem coi cái ổ ong nó nằm chỗ nào nha quý vị. Hả? Ở đâu, ở đâu, ở đâu? Ổ ong không biết nó nằm ở chỗ nào nữa quý vị. Nhưng mà nó dí nó đánh quá trời luôn. Nó chích quá trời chích luôn. Ở đâu vậy anh? Đâu? Không. Cái dầu bự đây hả? Chưa theo ông cái gì. Đây thấy ổ ong quý vị ơi, thánh thần ổ ong nó bự quý vị ơi, đó 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 quý vị thấy không, nguyên thổ đen đó quý vị. Để hai lúa gom cho quý vị xem nha, đó cái đó đó quý vị, đó thánh thần ổ tổ, trời ơi nguyên một ổ trà bá lửa luôn, qua trời quá đất ổ ong rồi. Bây giờ làm sao mà cưa cái còng tiếp đây, cái ổ ong nó nằm bên đây nè đó, mà cưa cái còng thì nằm móc gấp bên đây nè. Nó cũng cách xa chứ đâu phải gần đâu. Giờ máy cưa máy móc rồi bỏ đằng góc còng đó hết trơn rồi. Hai cái máy cưa luôn. Giờ không biết làm sao mà lại dám lấy nữa nè. Quá dữ quá vậy ơi.
lúa qua gốc bên đây thử coi nó có dí theo không. Nó dí theo là chắc bỏ chạy không kịp luôn, giục điện thoại luôn quý vị. Hồi nãy lúc mà anh Tùng vừa xuống á, ôi nó dí theo hai lúa, nó quất cho hai lúa 4-5 vít trên lưng nữa quý vị, trên đầu mấy vít nữa. Không dám lộ mạnh, dưới này rất là nhiều lá cây luôn mà. Rồi nghe nó nói mà nghe tiếng mạnh mạnh cái là nó dí theo á. Ảnh thần ơi, ổ nó bự ông nội ơi. Xíu nữa đi. Đó, cưa cái cầm bên đây nè. Thôi giờ mình lại mình lấy cái máy cưa vô nha quý vị. Rồi nhẹ nhẹ lại. Đây, máy cưa lấy được rồi quý vị. Chạy thôi. Thì sau khi hồi nãy giờ là chú chủ nhà chú mua một cuồng gom lại để ung khối mấy con ong nha quý vị. Không biết ung khối này, không biết mấy con ong có chịu đi hay không nữa. Bây giờ hai đứa cũng gán lộ vô để quay những cái cảnh này cho quý vị xem. Tại vì lúc mà con ong này nó rất là lạ nha quý vị. Khi mà nó dí được ai rồi là nó nghe mùi là nó sẽ dí theo hoài nha quý vị. Thì lúa trên tay cũng đang cầm 2-3 điếu thuốc luôn, cho nên không có thể mà quay cho quý vị xem được. Bây giờ mình tiến sâu vô nha quý vị. Thánh thần ơi, trời ủa ông quý vị ơi. Hồi nãy bên kia không thấy gõ nhưng bên đây rất là bự luôn quý vị ơi. Ông gõ trời của ông. Còn chịu nổi không? Vô ha, vô. Vô. Quá trời của ông rồi. Chú đang dưới ung khói quý vị. Mà gió thấp quá, khối này sao mà ung được đây. Ui trời trời trời, nó nó bay vòng 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 trên đầu hai lúa. Thôi giờ hai lúa chạy vô cái gì vậy. Ung khối dữ dằn luôn. Vô cái gì vậy.